nay thì Vân Sơn đang đứng ở trong cái ngõ hẻm rất là nhỏ. Cái ngõ hẻm này thì quý vị nhìn thấy hai bên là những cái tường đá đỏ, và đây là những cái thang đá mà người ta nhồi nó lại và người ta gắn lên tường gì để phơi nắng cho nó khô, để chuẩn bị đốt lò. Lò ở đây là gì? Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong cái làng cổ của lò gốm Bát Tràng. Ngôi làng này có lịch sử rất là lâu đời. Thành ra hôm nay Vân Sơn muốn đến đây để mà tìm hiểu ngôi làng này, cũng như là tìm hiểu về cái nghề gốm của một cái ngôi làng nổi tiếng của Việt Nam chúng ta về ngành gốm, đó là gốm Bát Tràng. Vân Sơn có hẹn với lại một người em. Vân Sơn biết được gia đình của em này là đã ở 7-8 đời ở làng gốm này rồi. Có nghĩa là có cái lịch sử khoảng chừng 300-400 năm ở làng gốm này. Và gia đình của em đó cũng có một cái lò gốm cổ rất là nổi tiếng của làng gốm Bát Tràng. Vân Sơn mời quý vị cùng với lại Vân Sơn bước vào trong nhà của em Hải để gặp em Hải, và em Hải cùng với Vân Sơn sẽ đưa quý vị đi thăm làng gốm Bát Tràng, một cái làng mà đã làm ra những chiếc gốm sứ nổi tiếng cả Việt Nam và khắp thế giới. Ô, em chào anh Sơn. Ôi, em đây đây có máy đây, ok. Đây, Vân Sơn giới thiệu với lại tất cả quý vị khán giả của Vân Sơn, đây là Hải. Dạ. Là một cái người mà ở trong làng gốm này, và gia đình của Hải đã có một cái lịch sử rất là lâu đời với làng gốm này, đã ở 7-8 đời đây rồi. Có nghĩa là ở 300-400 năm ở làng này rồi, phải không? Dạ vâng, cũng khoảng gần được 300 năm rồi. Ngoài vấn đề mà đến thăm em, thăm gia đình, thăm bác, cũng như là thăm qua cái ngôi nhà cổ của trong làng của mình đó, thì anh cũng muốn Hải đưa anh đi xem một số những cái đặc điểm của cái ngôi làng cổ, làng gốm Bát Tràng của mình. Và thứ hai sau đó là giới thiệu anh một số những cái sản phẩm mà của gia đình của mình sản xuất ra, những cái gốm, những bát, những sứ, tất cả mọi thứ. Được không ạ? Dạ vâng, được quá. Được, ok. Lịch sử của làng Bát Tràng thì đã có được 700 năm tuổi rồi. Và cũng hay quá, anh đang đứng ở đúng cái điểm ấy. Nó là cái nơi gần như là bắt đầu của làng Bát Tràng. Đây ạ. Đây, anh nhìn ở ngay bên này. Đây là sông. Đây chính là con sông Hồng ạ. Vậy à. Và đi qua con sông này là Hà Nội ở ngay bên kia rồi. Ở bên kia, thành phố kia là, là thủ đô Hà Nội. Dạ vâng, đúng rồi. Chính là làng Bát Tràng là rất là gần cái kinh thành Thăng Long thời xưa. Đấy, có cái địa thế đẹp như vậy nên ngày xưa các cụ mới chọn ngay cái vùng đất ở đây để xây ấp và lập làng ở ngay cái vùng đất này. Ngày xưa thì ở cái khu đất này nó không có tên là Bát Tràng. Trước đấy thì ở cái vùng đất này người ta gọi nó là cái khu Bạch Thổ Phường. Bạch Thổ Phường có nghĩa là đất trắng. Đúng rồi ạ, chính là cái đất để làm gốm sứ ấy. Đấy, coi như là vừa gần kinh thành mà lại vừa có một cái nguyên liệu tuyệt vời như vậy nên các cụ mới chọn ngay cái khu này để dựng lên làng Bát Tràng. Cái người thợ đầu tiên mà đến Bát Tràng chính là do nhà vua, là ngày xưa là rời đô từ Hoa Lư lên Thăng Long. Có nghĩa là vua Lý Công Uẩn. Dạ vâng, đúng rồi, chính xác. Vua Lý thì có mang theo những cái người thợ giỏi nhất của mình từ cái làng Bồ Bát, xứ Thanh Hoa ở Ninh Bình. Lên trên này thì các cụ mới đi một vòng, các cụ mới tìm ra được cái vùng Bạch Thổ Phường rất là nhiều đất trắng. Coi như là những cái người thợ đấy cũng là những người thợ rất là có tay nghề, vừa có tay nghề vừa có đất vừa có thị trường, nên chính vì vậy mới dẫn tới cái thành công như vậy cho làng Bát Tràng. Có nghĩa là vừa có nguyên liệu tốt mà vừa gần kinh thành Kiêu Bằng Phùng qua đô hội nữa, làm ra sản phẩm là đem bên kia bán liền luôn. Thành ra làng Bát Tràng rất là giàu. Đúng không? Thank you.
cổ là gạch như thế nào em thầy? À, đây, những viên gạch như thế này. Viên gạch to như thế này. Vuông như thế này đấy. À, là miếng dung dung như thế này phải không? Dạ vâng, đấy, chính xác. Đây chính là những cái viên gạch cổ Bát Tràng đây. À. Thì nó có cái đặc điểm là nó có kích thước là khoảng 30x30cm như thế này. À. Đấy là ngày xưa hay có cái câu là ước gì anh lấy được nàng đấy mang gạch Bát Tràng về xây ấy. Ừ. Thì chính là cái viên gạch này đấy. À, gạch Bát Tràng nghĩa là gạch của làng mình sản xuất ra. Dạ vâng, chính xác. À. Thì tại sao nó nổi tiếng như vậy? Là do nó có đặc điểm là bình thường những cái viên gạch thì nhiệt độ đun nó cũng chỉ thấp thôi. À. Đấy, nhưng mà do là các cụ ở Bát Tràng là sản xuất gốm sứ. Ừ. Và thực ra ngày đầu tiên ấy, thì những cái viên gạch này nó là những cái tấm kê hàng gốm sứ ở bên trong lò. Ừ. Nó đốt chung cái hàng gốm sứ nên tự nhiên cái nhiệt độ đun của nó cao hơn hẳn so với gạch bình thường. Nên không hề có rêu mốc gì cả. Ừ. Cái hàng trăm năm vẫn không hề có rêu mốc gì cả. Nó rất là cứng, rất là chắc. Có nghĩa là khi mà có rêu móc là tại vì nó mềm, nước thấm vào rêu móc nó mới có thể sống được. Còn nếu mà nước không thấm vào, nó khô giống như là đá xanh vậy đó thì không bao giờ mà rêu móc nó sống được, đúng không? Dạ vâng, chính xác. Ồ, hay quá. Một cái di tích nghề của làng Bát Tràng. Ừ. Đây là một cái lò cổ duy nhất còn được lưu giữ lại được cái nghề của làng Bát Tràng. À, có nghĩa là cái lò là cái lò đun gốm nè. Dạ vâng, chính xác là cái lò đun gốm. À. Em đang đứng ở khuôn viên của cái khu lò bầu. Ừ. Đấy, cái chiếc lò này thì đã có tuổi thọ là 100 năm tuổi rồi. À. Và lò bầu cũng là cái loại lò đun gốm có kích thước lớn nhất trong tất cả các loại lò đun gốm từ xuất hiện ở Bát Tràng. Ừ. Coi như đây là gọi là lò bầu. Vâng, lý do tại sao gọi là lò bầu? À, lò bầu ạ. Thực ra nó còn có một cái tên gọi khác là lò rồng. Nhưng mà ở riêng Bát Tràng thì các cụ thích dùng cái tên là lò bầu hơn. Ừ. Tại vì anh nhìn đấy. Mỗi cái bầu lò này trông giống như là cái búp bầu người phụ nữ lúc mà đang mang thai ấy. Ồ, ý nghĩa quá. Có nghĩa là lò bầu là bầu của người phụ nữ đó. Mà khi người phụ nữ có bầu thì phải sản sinh ra em bé. Thì cái lò này nó sản sinh ra tất cả những sản phẩm của gốm Bát Tràng. Hay quá. À, thực ra thì có một cái tên gọi chung tại vì cái kiểu lò này không chỉ có Việt Nam à. Nó còn có ở rất nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có cái giống vậy. Dạ vâng. À. Cũng gần giống như thế này. Và người ta gọi chung nó với một cái tên là lò rồng. Lò rồng. Nhưng mà tại sao cái lò này với cái tuổi thọ như vậy và với một cái lò lớn như vậy mà bây giờ mình không hoạt động nữa? À, tại vì cái lý do chính của nó là cái lò này nó sử dụng cái nguyên liệu để đun đốt bằng củi gỗ. Chính vì nó sử dụng củi gỗ mà ngày nay càng ngày gỗ càng trở nên đắt tiền. Ừ. Và anh nghĩ là đốt gỗ thì ô nhiễm cho môi trường, thải rất nhiều khói. Và thứ hai nữa là mình chặt cây cối trong rừng ra. À, hay quá. Đây là sau đó thì để giảm thiểu chi phí người ta chuyển sang dùng than. Ừ. Nhưng mà than mặc dù là nó rất rẻ nhưng mà nó còn ô nhiễm hơn cả củi. Nên là ngày nay là không dùng than nữa. Ừ. À, ngày nay chúng em là chuyển hẳn sang sử dụng ga để đun đốt để bảo vệ cho môi trường hơn. À. Ở đây anh đang đứng cạnh ngay một cái đường để cho hàng gốm sứ vào. Anh nhìn thấy cái đường nó có béo. À, bình thường là sẽ có 1-2 người thợ chui vào trong. À. Ví dụ như bây giờ anh Sơn là chui vào trong là em đứng ở ngoài này em truyền hàng vào. À. Đó là anh Sơn phải đỡ và xếp hàng cho đến khi nào hàng nó đầy tất cả những cái bầu lò này. Wow. Thì thế anh đun đốt được. Một lần đun cũng cực vô cùng nhiều sản phẩm. À. Ngày xưa chủ người ta chỉ làm cái bát cơm và những cái đĩa nhỏ thôi. À. Một chuyến lò có thể ra được 2-3 vạn sản phẩm. Wow. 2-3 vạn như là 20-30 ngàn sản phẩm đó. Dạ vâng, chính xác đấy, nhiều lắm. Wow. Ạ. Như vậy thì cái làng nghề mình hồi xưa đó có phải gì bao nhiêu cái bầu lò như thế này? À, ngày xưa thì cái lúc cao điểm nhất ở làng Bát Tràng có khoảng độ 18 cái lò giống như thế này. Ừ. Và nó lại thuộc về những cái nhà địa chủ. Ừ. Tại vì là ngày xưa như anh thấy cái lò nó lớn như thế này. À. Mất cái diện tích đất lớn như thế này ấy, à. Thì không phải nhà nào có điều kiện để xây dựng được. À. Ừ. Coi như là địa chủ ở làng gốm Bát Tràng đó. Dạ. Là không có đất mà chỉ có lò thôi. Dạ vâng. Xây những vâng. Cái lò lớn như thế này. Dạ. Đúng rồi, ra mỗi lần 2-3 vạn sản phẩm mà dạ. Nếu mà không có nhiều nhân công làm thì làm sao có thể làm ra được. Dạ vâng, gia đình chính xác. Không làm được. Dạ vâng. Đây là một cái xưởng gốm ấy. À. Có nghĩa là lúc nãy chúng ta vừa được đi thăm một cái lò cổ rồi. À. Bây giờ chúng ta đã đi thăm một cái thực tế hiện tại. À, cái lò này là cái lò tân. Dạ vâng. Cái lò tân.
Mà bây giờ thực ra đó thì cái hàng của mình đâu có thua hàng của nước ngoài đâu. Đâu có thua hàng Trung Quốc, đâu có thua hàng Nhật Bản, đúng không? Rất là tốt luôn. Kể cả Nhật nó còn nhập chung của mình mà. Tại sao người Việt Nam mình không xài hàng Việt Nam? Đẹp, rẻ, bền, ủng hộ người Việt Nam, đúng không? Người Việt ủng hộ hàng Việt chất lượng cao. Tốt quá, rồi thôi đi. Chúng ta cùng nhau được xem những cái nghệ nhân, những cái thợ gốm thực dụng làm. Còn bây giờ là em muốn cho anh xem những cái người thợ tương lai. Tương lai. Vâng. Có nghĩa là sao? Ở đây hôm nay là có rất nhiều em nhỏ được cái mà chàng là tập làm gốm sứ. Và đây cũng là một trong những cách để cho các em yêu thêm cái nghề cổ truyền của làng Bát Tràng. Tham gia cùng với các em nặng tượng như thế này đó thì anh có cảm giác là anh muốn trở về thời tuổi thơ. Bây giờ là hết có cơ hội rồi. Hết có cơ hội làm được như các em như thế này. Thành ra cảm ơn Hải đã cho anh cơ hội đến đây để biết được thứ nhất là làng cổ Bát Đàn, thứ hai là biết được cái nghề làm gốm của làng làm gốm Bát Đàn, và thứ ba là được trở về với lại cái tuổi thơ của anh. Dạ vâng. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ vâng. Bắt tay. Dám không? À, thoải mái. Ôi, hôm nào em nhìn rất là. Là người Việt Nam á thì nếu ai biết quýnh cờ tướng thì không ai mà không biết cái chữ này. Đây là chữ mã. Mã có nghĩa là con ngựa. Ở trên là chữ hạ. Hạ mã có nghĩa là xuống ngựa. Xuống ngựa đây không phải là quýnh cờ tướng mình xuống ngựa đâu, mà hồi xưa đó ha, ai mà đi qua cái đường này, ai đi qua cái khu này là bắt buộc phải xuống ngựa. Xuống ngựa để tỏ lòng tôn kính vị vua chúng ta, xuống ngựa để tỏ lòng kính trọng tất cả những nhân sĩ trí thức của đất nước Việt Nam vào thời đó. Bởi vì nơi đây là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đến với Hà Nội thì có rất là nhiều những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử. Bởi vì thành Thăng Long từ lúc mà ngài vua Lý Công Uẩn dời về thành Thăng Long thì đã hơn 1.000 năm rồi. Mà trước 1.000 năm đó thì người Việt Nam đã ở đây. Thành ra nhiều di tích lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh để chúng ta đi thăm viếng. Đây là một nơi mà không thể không tới. Vì nơi đây là cái nơi khẳng định rằng là trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy quý vị ghé thăm Hà Nội, đi đâu cũng được, thăm gì cũng được, nhưng mà bắt buộc phải ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là Đại Trung Môn, có nghĩa là cổng lớn ở giữa. Cổng lớn ở giữa nó được làm giống như là một cái vòm, một cái mái che. Mới nhìn thì chúng ta tưởng là hồi xưa đó, các tử sĩ đến đây rồi ngồi ở dưới này, rồi ở trên là có bầu cua thì có thể là nghĩ là chơi bầu cua cá cọp dưới này. Nhưng mà không phải vậy. Tìm hiểu gì được biết đó là phải như những con cá chép. Cá chép là phải vượt vũ môn thì mới qua được cái cổng trung môn này.
Nếu như mà không phải con cá chép đó mà như con cá trê đó nó nhảy lên đầu đập bẹp đất đó, là không bao giờ qua được cổng. Trái bầu này nó tượng trưng cho Nho giáo. Ý đặt trái bầu và hai con cá chép chầu hai bên ở đây, ý muốn nhắc nhở tất cả những người mà học ở trong cái trường này đó là phải học giỏi. Học giỏi như con cá chép mà còn phải giữ được cái Nho giáo. Có nghĩa là phải tài và đức đi đôi với nhau thì mới đi qua được cổng Đại Trung Môn này. Đây là một trong những di tích độc đáo ở trong văn miếu Quốc Tử Giám. Quý vị thấy nhìn thấy là ở đây là những cái bia đá và ở dưới là được những con rùa bằng đá đội những cái bia đá. Thì đây là tất cả những cái người đã đỗ đạt tiến sĩ trong hàng ngàn năm nay đã được khắc ở đây. Một cái điều rất là lý thú là khi mà thời gian gần đây đó thì các anh em sinh viên của thành phố Hà Nội đó mỗi lần mà đến đợt thi cử thì hay đi vào văn miếu Quốc Tử Giám để sờ lên những con rùa này, hay là đứng kế bên chụp hình, ngồi lên chụp hình. Thì dần dần những cái di tích, những cái hiện vật này đó nó bị hao mòn, nó bị tàn phá đi. Thành ra hiện nay bây giờ làm cái lan can nè, chứ hồi xưa Vân Sơn đến đây là không có lan can này. Có nhiều người người ta nghĩ văn miếu Quốc Tử Giám là chung, nhưng mà thật ra thì không phải văn miếu Quốc Tử Giám là chung, mà văn miếu là văn miếu, Quốc Tử Giám là Quốc Tử Giám. Đây là cổng bước vào văn miếu, có nghĩa là vào những năm 1070 thì nhà Lý đã cho xây văn miếu để thờ Khổng Tử, để thờ Nho giáo. Và sau đó khoảng chừng 6 năm sau là năm 1076 bắt đầu cho xây Quốc Tử Giám, là trường học đầu tiên cho tất cả những con của vua chúa quan binh ở trong triều để học mà thôi. Nhưng mà sau đó dần dần thì Quốc Tử Giám cũng mở rộng ra để cho tất cả những người dân mà có ý chí học giỏi cũng đều có thể vào đây học. Thành ra khi mà nghe nói là văn miếu Quốc Tử Giám thì thực ra đó nó là hai phần khác nhau. Đây là bước vào văn miếu nè, còn hồi nãy giờ chúng ta đi tham quan đó là chỉ có phần ngoài của Quốc Tử Giám mà thôi. Bây giờ mời quý vị cùng Vương Sơn đi vào thăm văn miếu. Đây là đền thờ của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử là người đã kiến tạo ra nền Nho giáo với những cái điều lệ rất hay để sắp lại trật tự trong cuộc sống. Thí dụ như là Ngài đã nghĩ ra những cái như là tam cương ngũ thường. Tam cương có nghĩa là vua tôi, cha con, vợ chồng. Ngũ thường như là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Hay là những cái thuyết như là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là những cái mà ảnh hưởng rất là nhiều ở những nước châu Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Vì vậy cho nên vào thời nhà Lý, mặc dù nhà vua Lý Công Uẩn là xuất thân từ Phật giáo, nhưng vẫn chịu nặng sức ép của Nho giáo và vẫn dùng Nho giáo để làm những cái thứ bậc trong xã hội để trị quốc. Vì vậy cho nên chúng ta có văn miếu ngày hôm nay. Cái này hồi xưa tưởng là sĩ tử đi học khổ lắm, mà không có đâu, có máy lạnh nè, bốn ngựa luôn đó, chưa hết còn có Coca Cola uống.
Điều đó cũng nhắc nhở rằng là người Việt Nam thì chúng ta phải luôn luôn cố gắng học hành cho thật tốt để đem tài sức của mình đóng góp cho xã hội và giúp ích cho bản thân của chính mình. Hiện tại thì Vân Sơn đang chuẩn bị cho cái món bò nằm ở phố Mã Mây. Bò nằm ở phố Mã Mây, khi mà nghe cái tên bò nằm đó thì thiệt sự Vân Sơn biết bò nằm ở phố Mã Mây là gì. Bò nằm nướng phố Mã Mây. Đến đây mới biết á, bò nằm có nghĩa là thịt bò, nằm có nghĩa là vú bò. Thịt bò và vú bò nướng ở ngay tại phố Mã Mây. Đây là một cái món nổi tiếng của phố Mã Mây. Và đặc biệt là phố Mã Mây này là một trong những con phố đi bộ vào những ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đã. Và cái sinh hoạt này chỉ mới có cách đây hơn một tháng mà thôi. Hôm nay thì Vân Sơn đến đây vào lúc 7 giờ thì hầu như tất cả những con đường đã đóng đường lại và không cho xe lưu thông đi ra đi vào nữa, để cho khách du lịch đi bộ trên con đường này đi mua sắm những cái đồ gift, đồ quà tặng hay là đi ăn vặt, giống như là những con phố đi bộ mà Vân Sơn đã từng đi ở trên những đất nước khác. Thì bây giờ Vân Sơn chuẩn bị ăn cái món bò nằm. Bò nè, đây là thịt bò nè. Nằm, nằm là vú bò. Đây, bỏ thêm thịt bò vào đó. Đó, ngoài cái thịt bò nè ha, vú bò ha, mình còn có ở ngoài có rau củ nè, thí dụ như đây mình có cà tím nè, mình có cà chua nè, có thêm hành nè, đó, bỏ hành vô cho nó thơm. Hấp dẫn quá, đó. Nước chấm thì đơn giản lắm, muối tiêu, với lại tắc, muối tiêu tắc với lại tí ớt nặng vô. Cái mùi muối tiêu tắc nó dậy lên thơm quá, đó, quậy nó lên. Đầu tiên mình thử miếng thịt bò trước nè. Bò giờ chín ngon quá rồi. Cái mùi thịt bò ướp ha, cộng với lại cái mùi mùi bơ, ui giời ơi, thơm phừng phức. Ngon lắm. Cái miếng bò nó không có mềm lắm, nó dai, nhưng mà chính là cái dai của nó đó làm cho mình nhai nó đã. Ngon quá. Trời lạnh lạnh ha, ngồi ngoài đường phố ha, như khách du lịch ha, đồ bán hàng rong ha, không khí đông lạnh ha, ăn một miếng bò rất đã. Bây giờ thử qua vú bò. lần đầu tiên ăn vú bò thấy khói nó bốc lên đã không đó. Oh my god, nó giòn rụm mà. Hương vị ướp rất vừa ăn. Vú bò nó giòn rụm mà quý vị ơi, nó ngọt thịt mà thơm vô cùng luôn. Còn nữa nè, khói bốc lên tôi nuốt. Ui rồi ôi, Vân Sơn đã ăn rồi mà Vân Sơn còn thèm, mà bảo đảm quý vị đang rất là thèm. xin lỗi, cái này là không phải là mà muốn quảng cáo cho quán hay là muốn quảng cáo cho món này đâu, mà thật sự trời lạnh lạnh ăn cái bò nướng vị, mà là vú bò nướng vị nữa thì tuyệt vời, ngon lắm, ngon vô cùng. Cái cách ướp ở đây và tất cả mọi cái không khí ở đây nó tạo nên cho cái hương vị này càng độc đáo hơn.
Ngon quá. Hoa văn này mình thấy trong cái văn miếu với lại quốc tử giám đó. Đây là cái tòa Khuê Văn Các. Khuê Văn Các, khuê có nghĩa là sao khuê, văn có nghĩa là văn học. Còn các có nghĩa là gác. Gác đó là hồi xưa nè, mình coi mà mấy cái chuyện chưởng của Kim Dung nữa là tàng kinh các đó, là cái gác để đựng kinh đó. Thì cái này là cái gác để mà lên đó ngắm sao đọc văn. Một cái nơi chốn rất là thân thiện. Khi mà Vân Sơn đến đây đó, thì một cái điều rất là ngạc nhiên là ở trên những con phố đi bộ có một con phố được mang tên là con đường Tạ Hiện. Và con đường Tạ Hiện đó thì có một cái đoạn phục chế lại, hai dãy nhà hai bên là phục chế lại vào thời hàng trăm năm trước, có nghĩa là thời thực dân Pháp đó. Và hiện nay sau khi đóng tất cả những con đường lại đó thì không có xe cộ qua nữa. Người Việt ra, khách du lịch Việt Nam ở khắp mọi miền về đây, ra đây, kể cả những khách du lịch của nước ngoài, những người như Vân Sơn mới gặp là hai vợ chồng người Đức, họ bên Đức qua, họ cũng biết nơi này, họ ra đây để ngồi uống bia. Và nơi đây Vân Sơn thấy là một nơi rất là friendly, rất là thân thiện, người nào ra đây cũng ngồi gần lại với nhau, cầm chai bia, không biết nhau trước đây 5 phút nhưng mà sau khi ngồi xuống, ngồi sát bên nhau, nói chuyện nhau, họ là quen nhau hết. Nếu mà quý vị có ghé Hà Nội đi những con phố đêm, phố đi bộ thì nhớ ghé phố Tạ Hiện. Nơi đây nè, bốn góc đường, rất là đông, đông lắm luôn á. Anh tên gì? Dạ, tôi tên Huy. Anh tên Huy. Vâng.
Vân Sơn tình cờ gặp được anh Huy. Và anh Huy nói là con của anh Huy đó rất thích Vân Sơn. Con Huy năm nay bao nhiêu tuổi? Nó 28. 28 tuổi có nghĩa là nó coi Vân Sơn từ lúc còn nhỏ. DVD của anh Vân Sơn rồi các thứ là nó có đầy đủ hết luôn. Ok. Vâng. Con của anh Huy tên gì? Nó Nguyễn Thế Sử. Nguyễn Thế Sử. Vâng. Hôm nay chú Vân Sơn đứng với lại ba của con là Sử. Ok. Chú nói với Sử nè, con á là không có lucky bằng ba của con. Con đó là bây giờ con ở nhà con coi DVD, con nhìn thấy chú đứng với lại ba của con nè, đứng ở trên video nè, cái hình ảnh này sẽ lên video và phát hành khắp thế giới. Con không được vinh hạnh như ba con đâu. Đúng rồi. Bây giờ như thế này nè, anh có cái cơ hội nha, có một cơ hội. Anh nói chuyện với lại gia đình của anh, anh nói chuyện với lại vợ anh, anh nói chuyện với lại là Sử con anh. Anh nói đi. Mẹ Hằng nha, anh Huấn nha, anh Sử nha, bố là rất là có may mắn tình cờ một tối ở trên Hà Nội như thế này mà gặp chú Vân Sơn, mà cái người mà thằng Thế Sử là ái mộ vô cùng luôn, rất là tình cờ mà lại chú Sơn như thế này rất là friendly. Thật ra bố rất là may mắn. Okay. Cái dịp này như thế này là để nói với con như thế này, bố yêu gia đình và bố yêu những cái gì chúng con yêu thích. Thay thế gia đình ôm anh nè. Một người chồng gương mẫu, một người cha rất là thân thiện. Thành ra gia đình nha, gia đình của anh là phải nhớ những cái câu này, phải yêu thương vợ của anh. Chị ở nhà đó là phải yêu thương anh. Còn các con đó nha, xử với lại các con đó là phải yêu thương cha các con. Cha các con là một người gương mẫu. Rồi cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Tôi không gương mẫu lắm đâu. Cảm ơn anh. Nhưng mà nhiều. Ít nhất trong giây phút này anh gương mẫu, tại anh đứng đây với Sơn. Không có cô nào đứng kế bên nha. Là một Việt kiều ở Dallas, Texas về Việt Nam với cái mơ ước là mang cái phim của mình, cái sản phẩm của mình vừa mới thực hiện ở Dallas, Texas với lại những người Việt ở Dallas, Texas cùng với lại những người Mỹ ở bên đó, mang cái phim về Việt Nam với một cái mơ ước là sẽ chiếu được trên những cái đạp hát trên toàn quốc Việt Nam. Thì Vân Sơn có nói với lại Thanh đó là các em mê làm phim, thích làm phim á, làm ở Mỹ cũng được, nhưng mà nếu mà cái cơ hội tốt nhất á là nên về Việt Nam làm. Về Việt Nam làm á thì mình có thể mình làm cái phim nó giá nó rẻ hơn, nhanh hơn, làm với những người professional của Việt Nam, và đặc biệt là mình sẽ có một cái hệ thống rạp mình chiếu toàn quốc Việt Nam, thì cái tiền vốn bỏ ra nó sẽ mang về nhanh hơn và mình sẽ cơ hội mình có lời nhiều hơn ha. Dạ biết sâu rồi, tụi em về Việt Nam rồi. Ok good. Ok good. Dạ tôi xin anh một phút nữa được không? Dạ được ạ. Thằng con của nó nghe nó bức xúc quá. Bố ơi cho con nói chuyện với lại chú Sơn tí. Dạ được ok. Cảm ơn anh. Đây bố, đây bố, đây con muốn nói chuyện với lại chú Vân Sơn đúng không? Đây bố dừng máy nha. Rồi. Okay. Ok con xử phải không? Chú đang gặp ba con đây nè. Bây giờ là khi mà chú nói chuyện với con á là đang quay video nha. Ok, bây giờ hình ảnh này là chú muốn chú giữ, mặc dù là chú cầm cái phone đứng trước cái máy thôi, nhưng mà chú sẽ giữ hình ảnh này để sau khi cái cuốn DVD thứ 51 mà chú thực hiện ở Hà Nội ra đó, có cái phần mà phóng sự tài liệu đó, thì hình ảnh này sẽ lên. Và chú nói là chú hello con, chú cảm ơn con đã ái mộ chú từ nhỏ tới lớn. Ok Sử nha. Một buổi tối rất là thú vị. Không ngờ là cái đêm thứ ba ở Hà Nội Vân Sơn có một đêm như thế này. Một cái sinh hoạt rất mới ở thành phố Hà Nội. Phố đi bộ Hà Nội là một nơi chốn mà không thể nào không ghé nếu chúng ta một lần đến với Hà Nội. Bây giờ thì Vân Sơn rất là lưu luyến để mà nói lời chia tay cùng với tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là cái đêm cuối cùng ở Hà Nội. Vân Sơn một lần nữa rất cảm ơn quý vị khán giả đã cùng với Vân Sơn có những giây phút vừa qua, chúng ta theo dõi những giây phút vừa qua, những cái ngày mà Vân Sơn ở Hà Nội cùng Vân Sơn đi hết
tất cả những cái nơi chốn mà Vân Sơn muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bây giờ Vân Sơn một lần nữa chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần tài liệu kế tiếp khi Vân Sơn thực hiện DVD ở bất cứ nơi chốn nào trên toàn thế giới. Người Hà Nội rất là gắn kết với cây cầu này, bởi vì từ cách đây hơn 100 năm đó, muốn băng qua sông Hồng phải đi bằng ghe, bằng thuyền, chèo, đò, tất cả đi băng qua sông Hồng rất là nguy hiểm. Thì khi mà người Pháp họ bắt đầu họ xây dựng cái cầu này đó, thì nó sẽ trở thành một cái mối giao thông.